Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 3 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức, tối 19 tháng 1, thêm một phố đêm tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được khai trương phục vụ người dân và du khách, đó là phố đêm Thảo Điền. Phố đêm Thảo Điền được tổ chức tại một phần đường Xuân Thủy, tiếp giáp với đường Quốc Hương và đường Nguyễn Văn Hưởng, gần công viên bờ sông Sài Gòn. Tuyến phố sẽ được mở cửa vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, với nhiều hoạt động mua sắm, biểu diễn nghệ thuật và khu thưởng thức ẩm thực. Phố đêm Thảo Điền sẽ được thí điểm trong 6 tháng, sau đó địa phương sẽ đánh giá nhu cầu của du khách, người dân cũng như các yếu tố tác động khác để điều chỉnh, cải thiện hoạt động phù hợp.